Chào các bạn và anh chị, hôm nay thì là một cái ngày đặc biệt, là ngày 24 tháng 12 năm 2021, là cái ngày Giáng sinh, ngày Noel ấy. Đây là ngày rất là đặc biệt của thế giới luôn. Thì mình có một cái món quà đặc biệt, muốn có 50 suất quà, là cái vải thiều sấy khô đặc sản quê hương mình, ở Bắc Giang mình, gửi tặng đến các bạn và anh chị. Đấy, thì mình cứ để đây, để 50 cái suất quà mình ở đây. Mình xin giới thiệu khoảng xin phép 1 đến 2 phút để nói qua về các mặt hàng và các sản phẩm mình đang có và đang bán ở đây. Ví dụ như là cái này. Đây là cái dứa rừng đây, phục vụ rất là tốt luôn. Mình có thể làm đun nước uống, hoặc là mình cái này đấy là tươi thì mình phải phơi khô đi đấy. Hoặc ngâm rượu thì có cái sâm nam này, hay là có cái sâm cái này là cái cây cái sâm cau này đấy, ba kích rừng này đấy, có cái cây sâm xuyên đá đây, mình ngâm trước, mình ngâm này ra mẫu rất là đẹp, được mấy hôm thôi đấy. Cái này thì mình ngâm thì nói chung là cũng khá là đẹp, nên mình ngâm là có thể đến Tết mình uống được rồi, có tầm tháng rưỡi nữa là đến Tết đấy. Mình có cái cây, cái này là nấm lim xanh, nấm lim xanh rừng nó công dụng rất tốt và dạ dày dạ tràng, gan nhiễm mỡ mỡ máu ấy, có thể là đun rượu đun nước uống hoặc ngâm rượu đấy, cũng khá là tốt, khá là chất lượng. Bây giờ thì cũng hết mùa nhà mình, còn tích lại một chút thôi ấy. Tầm tháng 3, tháng 5 thì bắt đầu mới làm cái mùa mới. Bên này thì nhà mình có cái này là cái củ khúc khắc, là củ sâm thổ phục linh ấy. Đấy, cái này cũng rất tốt về cái bệnh xương khớp của các cụ từ đời xa xưa người ta hay dùng ấy. Đó. Đây có cái sâm, cây sâm bảo ngọc nữa. Đấy, mình cũng có cả hàng tươi, hàng khô, cả những cái củ khô khác. Có khô mà. Đây. Khô đây. Đấy. Đun nước uống hoặc mình ngâm rượu, hay là cái củ sâm đây sâm cau ấy, cũng có hàng khô thái lát phơi khô như này. Đấy, nhưng mình cái khô thì để được lâu, bảo quản lâu hơn. Đặc biệt đây là mình có nhà mình có cái ngọc cẩu. Mình đã làm xong với khô hết ngọc cẩu. Đấy, ngọc cẩu tươi thì cũng dần hết mùa rồi, thì mình còn chút cái ngọc cẩu khô này thôi. Đây. Thì đây cái chuối rừng này, chuối rừng ngâm rượu này, cái nhân trần này, kim tiền thảo này, chỗ mật ong rừng này, là cái măng rừng kia, đặc biệt là cái này đây, rất nhiều. Cái này là cái cây bổ máu, cây bổ máu này thì nó công dụng rất là tốt. Người hoa mắt chóng mặt đau đầu ấy, mình dùng nó cũng khá là tốt, là những người về kiểu như là sức khỏe kém ấy đấy. Kiểu như phụ nữ sau sinh thì dùng cái này đấy, trước vợ mình sinh em bé cũng uống suốt cái này, cả tháng liền, khá là tốt luôn đấy, cả nhà uống được. Quay trở lại cái chương trình là tặng quà Giáng sinh cho các bạn đây. Đây mình chỉ có 50 suất quà gửi tặng đến, bởi vì là rất là nhiều, nhưng mình chỉ có 50 suất quà dành cho những bạn anh chị nào may mắn làm đúng cái thao tác. Anh chị các bạn xem cái video này và like giúp mình cái video, và bình luận dưới cái video này một cái câu bình luận, ví dụ như là chúc buổi tối vui vẻ 83 chẳng hạn, hay là vải Bắc Giang 69 chẳng hạn đấy, hay là Giáng sinh ăn lành 15 đấy, một cái câu gì đó sau vào các bạn thêm một cái chữ số vào, thêm hai cái số vào ấy, để khi mình sẽ chọn ra những cái bạn may mắn, mình sẽ dùng cái phần mềm Zalum này. Hôm nay là thứ 6 thì đến khoảng đến 7 giờ mình hạn chốt là đến 7 giờ hôm chủ nhật đấy, chủ nhật là hôm hôm nay 24, 25, 26 thì mình sẽ 7 giờ tối ấy, thì mình sẽ dùng cái phần mềm Zalum đây, mình sẽ như này đấy, mình nhấn này, mình tạo như này đấy, thì nó ra một con số 7, ví dụ 07 ấy, nó đấy, tạo như này nó ra một con số 54 chẳng hạn đấy. Cái hôm đó thì mình sẽ livestream trực tiếp ở trên cái kênh là cửa hàng Sunblock đấy, xong rồi mình sẽ có thể các bạn xem thì mình sẽ ghi lại cái kết quả trên cái kênh này luôn, kênh Sunblock này, cái chính này, thì vào xong đến thứ hai thì mình sẽ gửi tặng quà cho các bạn. Thì nói chung là mình xác định là mình sẽ tặng hết cho các bạn rồi, 50 cân cả các bạn. Ví dụ như là con số chính xác là ví dụ như là con số 60 chẳng hạn, mình sẽ tìm hết 10 bạn chúng đoán đúng ấy, thì mình sẽ gửi tặng cho 10 bạn, và xong rồi mình tìm thêm cái số là 61 chẳng hạn đấy, tìm thêm 10 bạn nữa, xong mình quay về số 59, xong lại quay về số 62, lại 58 là tìm ra hết. Nói chung khá đơn giản thôi, mình sẽ gửi quà. Các bạn chỉ cần chụp lại cái màn hình khi mình bình luận vào cái bình luận của các bạn chúng ấy, xong rồi bạn chụp lại màn hình gửi qua cái Facebook của mình, xong gửi thêm địa chỉ, số điện thoại, mọi thứ là mình sẽ gửi tặng miễn phí các bạn luôn, các bạn không mất tí ship gì cả. Một cân vải thiều ngon đấy, đặc sản Bắc Giang mình đây, cũng vải hàng ngày mình cũng đang bán những cái vải như này đấy. Thì cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều, thì nhân dịp cái Noel này thì kính chúc các bạn một cái anh chị một cái mùa Noel an lành hạnh phúc. Thì nếu mà anh chị nào có nhu cầu lấy những sản phẩm đồ rừng này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0979866105, thì Zalo mình cũng dùng luôn số này. Mình cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.